Người dân xóm bố già bức xúc bên trấn thành, con chó bị bệnh, nó còn cho tiền. Bao người cho nó mướn đồ nó đều trả tiền, đến từng cái xe, cái trâu, giờ bắt nó phải đi cảm ơn này kia là không được, phi lý người dân hẻm bố già nói. Vừa qua, một số rủ tuyệt tờ, tịch tổ kẻ đăng tải thông tin về chuyện người dân sống trong xóm Củ Lao Nguyễn Tiệu, xóm được trấn thành mượn để quay phim bố già nay nhiều người gọi là xóm bố già, nói anh khó gần, quay xong không cảm ơn ai, tạo nhiều dư luận trái chiều. Trước thông tin này, mới đây, kênh du tiếp dọc đường tác nghiệp đã tới tận nơi để tìm hiểu về trấn thành qua lời một số người dân trong xóm. Một người dân bức xúc chia sẻ, nó vào đây quay phim tận tình lắm, chứ không như những gì người ta nói. Nhà người ta đang ở, nó mướn 2 triệu chứ đâu phải mượn xong không trả tiền. Chiếc xe máy này nó mướn cũng trả tiền 1 triệu. Đến cái chậu nó mượn xong cũng trả tiền. Chưa kể, nhờ đoàn phim của nó vào đây mà anh em trong xóm bán được mì gói, nước uống, các thứ. Nó mướn dàn ca ra ok nó cũng trả tiền. Nó vô đây, chính tôi cũng bán được hủ tiếu, cơm tấm, chứ đâu phải nó không trả tiền. Đây, cái chị đứng cạnh tôi đây là người cho nó mướn dàn ca ra ok chứ đâu. Còn cái người không cho nó mướn được thì nói này nói nọ. Đóng một bộ phim rất cực khổ. Hôm đấy nó đang quay thì nước ngập lên, phải răng điện, có thể giật chết người luôn. Nhưng ông bà phù hộ cho nó để nó đóng xong cái phim ấy, rồi có phim cho mình coi. Giờ phim nó chiếu rạp, mình có tiền thì mình đi coi, không có tiền đi coi thì phải chờ cái ngày nó thu hồi kinh phí xong nó chiếu mạng rồi mới coi được, chứ biết làm sao. Chứ bây giờ ra rạp mà ví dụ 200 ngàn một vé, những người như tôi đâu có tiền mà coi. Tôi để người ta coi hết đi, phim nó có lời rồi, nó mới tung phim ra để mình được coi. Bây giờ nhiều người trong xóm này cứ bắt nó quay xong phải vào bắt tay, cảm ơn. Nói thật, đến tôi mà làm tôi cũng quên, làm sao bắt người ta cảm ơn được. Nó vô đây làm phim là cái nghề của nó. Nghệ sĩ người ta làm phim đổ biết bao tiền của vào, nhiều khi bán cả tài sản luôn chứ đâu phải dễ dàng. Chẳng qua nó có thời, ông bà thương phù hộ cho nó thì nó thành công thôi, chứ nó có làm phim không công đâu mà bắt nó cảm ơn người này người nọ. Làm ăn cái gì cũng vậy. Đều có một cái thời, có thời thì nên tên tuổi, không thì tiêu tan tài sản. Nó vào đây làm phim phải dựng cả một cái nhà, cái thằng dựng nhà bị đứt cả một cánh tay, phải nghỉ, tôi không biết trấn thành cho thằng đó bao nhiêu. Chẳng qua mấy bà không cho nó mướn được cái gì thì mới lên báo nói vậy, chứ ở đây bao người cho nó mướn đồ nó đều trả tiền, đến từng cái xe, cái trâu, giờ bắt nó phải đi cảm ơn này kia là không được, phi lý. Một người dân khác nói, trấn thành đang đóng phim, có con chó nhà kế bên bị bệnh, nó còn cho tiền để lo cho con chó đó. Đến con vật nó còn thương như vậy. Nó có tâm lắm chứ không phải như người ta nói. Một người dân khác cũng lên tiếng, người ta có tài, người ta làm ra tiền, mình ghét người ta là không có được. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.